Language focus. Đầu tiên ở cái phần điểm ngữ pháp, cô sẽ ôm cho các bạn, các thầy ha. Simple tense, những cái thì đơn giản đó nha các bạn. Thì thứ nhất chúng ta ôm đó chính là present simple tense. Ở cái thì này, present simple tense thì hiện tại đơn ha. Ở cái thì này các bạn chú ý cho cô ba thể: khẳng định, phủ định và nghi vấn. Ở khẳng định thì chú ý cho cô nè, động từ ở hiện tại đơn. Nếu đi với chủ ngữ là ngôi thứ ba suốt, he, she, it, thì động từ chúng ta phải thêm cho cô chữ s hoặc es. Các ngôi còn lại thì không thêm ha. Vậy thì khi nào thêm s, khi nào thêm es, về coi lại trong sách, trong tập cũ cho cô nha. Này về các bạn tự nghiên cứu lại cho cô nha. Những cái này đã được học rồi ở lớp 7, cô chỉ nhắc sơ cái khúc này thôi ha. Ở phủ định thì đương nhiên chúng ta phải mượn trợ động từ. Nếu là ngôi thứ ba xuất thì mượn trợ động từ doesn't. Còn nếu không phải ngôi thứ ba xuất thì mượn don't. Và nhớ khi đã mượn trợ động từ rồi thì động từ không còn s-es nữa nha. Đưa về nguyên mẫu cho cô. Vật đè, cô còn gọi là vật không ha, là không thêm cái gì nữa hết, vật không thôi. Ở nghi vấn thì chúng ta đưa trợ động từ do does ra trước chủ ngữ. Và nhớ động từ cũng đưa về nguyên mẫu cho cô. Cô nhắc sơ về hiện tại đơn, còn chi tiết kỹ hơn chúng ta coi lại nha. Ở cái thì thứ hai cô muốn nhắc các bạn đó là past simple tense, thì quá khứ đơn. Ở thì này cô cũng nhắc ở ba dạng: khẳng định, phủ định và nghi vấn. Nếu hiện tại đơn thì động từ chúng ta thêm s-es khi chủ ngữ là ngôi thứ ba suốt. Còn ở quá khứ đơn thì chúng ta không cần phân biệt chủ ngữ là suốt hay số nhiều. Nếu là động từ ở quá khứ có quy tắc, chúng ta thêm ed. Bất quy tắc, chúng ta lấy cột thứ hai trong bảng động từ bất quy tắc. Công thức chi ngắn gọn là verb 2 hoặc là verb ed. Đưa vào cột thứ hai nếu là bất quy tắc. Còn nếu có quy tắc thêm ed. Không cần phân biệt chủ ngữ như ở bên thì hiện tại đơn. Như vậy thì quá khứ đơn nó dễ hơn thì hiện tại đơn ở chỗ là không cần phân biệt số ít hay số nhiều, đúng không? Nhưng ở quá khứ đơn nó khó hơn hiện tại ở chỗ là chúng ta bắt buộc phải biết động từ này là có quy tắc hay bất quy tắc. Có quy tắc thì thêm ed, bất quy tắc lấy cột thứ hai. Như vậy để biết được điều này, bắt buộc chúng ta phải học thuộc lòng bảng động từ bất quy tắc. Khối 7 đã học rồi, lên lớp 8 cái bảng động từ bất quy tắc rất quan trọng nha. Chúng ta phải học thuộc lòng cho cô hết tất cả những động từ bất quy tắc. Và không chỉ học cột 1, cột 2 đâu mà chúng ta phải học luôn cột 3. Cột 3 lên khối 8 xài rất nhiều. Cột 3 ta gọi là past participle đó ha. Và 3. Rồi ở phủ định thì quá khứ đơn thì chúng ta phải mượn trợ động từ didn't. Hiện tại thì phân ra hai cái don't doesn't. Ngôi thứ ba suốt thì dùng doesn't, các ngôi còn lại thì dùng don't. Nhưng mà ở quá khứ thì dễ hơn. Quá khứ tất cả các ngôi đều chỉ xài một trợ động từ duy nhất, đó là didn't. Didn't. Và nhớ khi đã có didn't rồi thì động từ không còn verb hay đi nữa, toàn bộ đưa về nguyên mẫu hết cho cô. Verb không. Chuyển về động từ nguyên mẫu hết, verb không. Nghi vấn thì chúng ta cũng mượn trợ động từ did. Và lúc này did sẽ đưa ra trước chủ ngữ ha. Did còn subject cộng cũng là verb không luôn. Đưa về nguyên mẫu hết cho cô. Cô nhắc sơ thì hiện tại với quá khứ thôi ha. Rồi cô nhắc thêm cái nữa thì hiện tại đơn thì hiện tại đơn ở trong cái bài 1 này người ta dùng nó để nói về những sự thật. Những sự thật, ví dụ nè: the sun rises in the east, mặt trời mọc ở hướng đông. Đó là sự thật ha. Đó là không ai bàn cãi, không ai kém cãi mình là mặt trời mọc hướng tây hết trơn ha. Mặt trời mọc ở hướng đông, nó là sự thật. Khi diễn tả một sự thật, một chân lý luôn luôn đúng, chúng ta dùng cho ở hiện tại đơn. Và các bạn chú ý nè, the sun, mặt trời, ngôi thứ ba suốt, thành ra động từ rise. Động từ rise, mọc, chúng ta phải thêm s vô, chỉ ở hiện tại đơn. Rồi, đó là hai điểm ngữ pháp ở trong cái bài số 1. Trước khi làm bài tập trong sách giáo khoa, cô muốn ôm lại cho các bạn một xíu về cách biến đổi động từ sang quá khứ. Ở đây cô có 6 động từ. Đầu chúng ta biến đổi về quá khứ giùm cô thử coi. Biến đổi trong đầu coi. Live, động từ live, sống. Theo các bạn đó là động từ có quy tắc hay bất quy tắc.
regular verb or irregular verb. Nếu là có quy tắc thêm ed thôi. Còn nếu bất quy tắc phải mở các bạn động từ bất quy tắc ra tra cho cô. Tra thử coi chữ live có không? Rồi chắc chắn là không có rồi cô ơi. Đó chính là động từ có quy tắc. Ha, à, có y rồi thêm đi thôi. Rồi bây giờ be nè. Be quá khứ của nó chính là was, were. Giờ cô nhắc lại cách dùng was với lại were này nha. Was dùng cho chủ ngữ là ai. Tôi đó, ai. Ai là tôi là ai đó. Ai hoặc là ngôi thứ ba suốt. He, she, it. Như vậy was ba chữ dùng cho ai với he, she, it. Còn were bốn chữ nè. Thấy were bốn chữ không? Dùng cho số nhiều. Bốn nhiều hơn ba đương nhiên dùng cho số nhiều rồi đúng không? À, số nhiều còn lại là gì? We, you. Đây, chú ý chữ you số hay số nhiều gì cũng dùng were bốn chữ hết nha các bạn. You là bạn hay các bạn gì cũng dùng were bốn chữ. Như vậy nhớ cho cô nè. I, he, she, it dùng were ba chữ. We, you, they dùng were bốn chữ. Rồi, nhớ chưa? Nhiều bạn còn dùng sai cái này lắm đó. Rồi quá khứ của send. Tra trong bản động từ bất quy tắc là có không? Chắc chắn là có. Bởi vì quá khứ của nó là sent. Nó là động từ bất quy tắc. Sent. Come. Introduce. Có quy tắc. Thêm đi thôi. Introduced. Showed. Thêm đi ha. Rồi, sau khi ôm lại một số động từ chúng ta làm bài tập số 116 nha các bạn. Complete the paragraphs. Use the correct form of the verbs in brackets. Hoàn thành đoạn văn sử dụng hình thức đúng của động từ trong ngoặc. Rồi, chúng ta đọc đoạn văn nè. Hoa. Rồi, ngay câu đầu tiên các bạn thấy nè. Có thấy từ last year cho cô không? Có last year năm ngoái. Đó là dấu hiệu nhận biết của thị. Thì gì nè? Chính là past simple tense, quá khứ đơn. Thì về quá của live nãy mới coi rồi. Đó chính là lived. Ok. But now she, nhưng mà bây giờ bạn ấy sống ở Hà Nội. Bây giờ sống ở Hà Nội thì đương nhiên chỉ ở hiện tại đơn thôi. She ngôi thứ ba xuất động từ live thêm s. Yesterday was friend niên. Có từ yesterday hôm qua. Như vậy chúng ta chưa thì gì nè? Past simple tense. Và quá khứ của sender chính là sent. Yesterday was friend niên sent Hoa a letter. Niên be bây giờ hiện tại quá khứ. Nếu hiện tại chúng ta dùng is, nếu quá khứ chúng ta dùng was cho chủ từ là niên. Suốt. Như vậy thì coi đây là hiện tại quá khứ nha. Chúng ta quan sát câu này chúng ta thấy chữ live nè. Live có ed, live ở quá khứ. Như vậy chỗ này cũng chia cho cô thì quá khứ nha. Niên was Hoa's neighbor when Hoa lived in Huế. Number 4. Và bạn ấy nhỏ hơn Hoa. Như vậy cái này là điều luôn luôn đúng. Có bao giờ mà hôm nay nhỏ hơn mà ngày mai lớn không các bạn? 10 năm sau có lớn hơn không? Đây là sự thật hiển nhiên luôn luôn đúng. Như vậy một sự thật hiển nhiên luôn luôn đúng chúng ta chia cho cỡ thì gì mới nói nãy. Present simple tense hiện tại đơn. Và hiện tại đi với she thì be phải đổi thành is. Ok. Rồi, đoạn thứ hai ha. Lan gì đây? Lan là bạn thân của Hoa, bạn tốt nhất của Hoa. Lan gì? Is. Ok. Lan is Hoa's best friend. Hiện tại bây giờ họ vẫn còn là bạn chơi thân với nhau, bạn tốt của nhau. Thật ra chúng ta chỉ ở hiện tại đơn thôi. Is. The two girls. Hai bạn gái học ở cùng lớp tại trường Quang Trung theo các bạn thì gì nè? Simple. Present simple tense. Hiện tại đơn luôn. À. Tại sao đây dùng are mà không dùng is? Bởi vì tới hai bạn gái, thấy chưa? Số nhiều dùng are. Last year. Thấy nguyên cái chữ last year là biết ngay rồi ha. Thì gì? Past simple tense. Và quá khứ của come hồi nãy chúng ta mới ôm đó là came. Last year Hoa came to the school for the first time. Lan. Nó câu này nó vẫn đi theo cái từ thời gian last year luôn. Như vậy động từ sớm ta cũng chia ở thì past simple tense. Đi. And introduce cũng theo cái câu thời gian là last year luôn. Như vậy introduce cũng đưa về quá khứ và chúng ta chỉ việc thêm đi cho cô. Ok.
Rồi chúng ta chép hết bài tập số 1 vô nha các bạn. Qua bài tập số 2 nè, trang 16. Ai không chép kịp cô nhắc lại nha, lên trang web của trường coi lại và chép lại cho cô nha, nếu chép không kịp. Trước khi vô bài tập số 2 trang 16, chúng ta có một số từ vựng nè các bạn. Một số từ vựng, mở tập ra chép từ vựng vô nha. Thấy hình gì không? Đó chính là Earth. Earth là gì ta? Trái đất. Ok, Earth, trái đất. Cái này ai cũng biết ha, trái đất. Mercury. Mercury là gì ta? Mercury, sao thủy. Sao thủy, Mercury, sao thủy. Chép vô nha các bạn. Mars, chú ý từ Mars nha các bạn. Mars, nó có chữ S không phải số nhiều rồi đó. Mars, sao hỏa. Nó luôn luôn có S ha. Nó giống từ news. News có S vô là tin tức ha, chứ không phải là tụi nó số nhiều ha. Mars, sao hỏa. Rise, động từ. Rise, rise, mọc ha, mặt trời mọc ở hướng đông đó. Mọc, rise. Set, set, set ở đây có nghĩa là lặn. Lặn ở mỗi hướng đông và lặn ở hướng tây ha. Rồi, chúng ta chép hết từ vựng vô cho cô nha. Rồi giờ chúng ta làm bài tập số 2 nè các bạn. Now complete the dialogue. Now using this word to complete the dialogue. Be, move, set, rise, go. Chúng ta dùng 5 động từ này để hoàn thành bài hội thoại dưới đây. Bạn Ba và bạn Tuấn nói chuyện với nhau. Rồi đọc và làm trước cho cô đi. Làm xong chúng ta mới dò đáp án nha các bạn. Now the sun, câu đầu tiên đã làm mẫu cho mình nè. Mặt trời mọc ở hướng đông, dễ quá cô lạc. The sun rises in the east. Và lặn ở hướng tây, lặn là gì? Nãy mới nói nghĩa rồi, lặn là gì? Sets, ok. Tại sao thêm s? Bởi vì mặt trời có mình ổng hà. Số ít ngôi thứ ba số ít, thành ra động từ set cũng phải thêm s. Rise cũng phải thêm s, chú ý cho cô nha. Sự thật hiển nhiên, chỉ ở hiện tại đơn. Động từ đi với ngôi thứ ba số ít, thêm s kia cho cô. Now number 2. Can you tell me anything about another planet? Planet là hành tinh nha các bạn. Hành tinh. Another planet, hành tinh khác. I know something about the Earth. It. Tôi biết vài thứ về trái đất á. Nó sao? Nó di chuyển xung quanh mặt trời. It goes around the sun. Nó tại sao thêm yes? Bởi vì it, ngôi thứ ba số, động từ go ở hiện tại đơn, đây là sự thật hiển nhiên. Thêm yes vô. Yes, and the moon, còn mặt trăng sao? The moon, mặt trăng. Mặt trăng thì di chuyển xung quanh trái đất. Rồi, di chuyển, lấy chữ di chuyển đem xuống ha. Move. Và mặt trăng cũng là ngôi thứ ba số, động từ move cũng phải thêm s. Hiện tại đơn hết nha các bạn. Tiếp nào. Where is Mars, ba? Chú ý chữ Mars, thấy chưa các bạn? Mặc dù có S nhưng mà đây là số ít nha. Dùng is nè, thấy chưa? Where is Mars, ba? It is near the sun. Nó gần mặt trời. Cái Tuấn mới nói, no, it's silly. Không phải đâu. That is Mercury. Đó chính là Mercury. Còn Mars nằm đâu? Mars is near the Earth. Rồi, chép hết đáp án vô cho cô nha. Chép xong chúng ta qua bài tiếp theo nè. Bài tập thứ 3, trang 17. Look and describe. Các bạn mở sách giáo khoa ra nha các bạn. Sách giáo khoa trang 17 để trước mặt cho cô. Bài này chúng ta nhìn hình để tả người đó. Người ta mở sách trang 17 để trước mặt. Look at the picture. Ask and answer the questions. How many people are there in the picture? Câu này thì dễ quá rồi. Very easy. Rồi đếm đi. Trong hình có mấy người rồi trả lời thôi. Chép tập nha. How many people are there in the picture? There are four people in the picture. Phải bốn người không? Đếm giùm cô có phải bốn người không? Như đúng bốn người thì chép vô. Now sentence B. What does each person look like? Này trả lời hơi dài nè nha. Mỗi người trông như thế nào? Rồi nhìn diện mạo bên ngoài của họ. Coi họ trông như thế nào, tả họ. Nhớ lại cách tả ở phần speech chúng ta học.
Rồi tả đi. Ráng tả cho được từng người cho cô nha. Trong lớp cô kêu mỗi đứa lên viết, nhưng mà giờ học online thôi, giờ ráng ngồi viết, tự viết ở nhà đi, rồi dò đáp án với cô. Rồi dò nha. Ok, hơi dài đó, tả tới 4 người lận, mình phải tả từng người. Rồi cô sẽ yêu cầu các bạn viết lên bảng đó trong lớp đó, rồi yêu cầu từng bạn đọc lên đó cái ý của mình đó. Rồi giờ học online thì chịu khó viết đi. Rồi câu cuối cùng, what is each person wearing? Rồi giờ hỏi mỗi người mặc cái gì, rồi quan sát mỗi người coi họ mặc cái gì, rồi tả. Tả xong mới giờ đáp án nha. Rồi giờ đáp án với cô, bốn người, tả bốn người đang mặc cái gì đó. Rồi dò xong rồi chúng ta chép vô, thấy đúng hết rồi thì chúng ta chép vô tập cho cô nha. Rồi xong bài số 3, qua bài số 4. Trước khi qua bài số 4 cô muốn nhắc điểm ngữ pháp này nè các bạn. Enough, thấy chị enough không? Như cô nói ngay tiết đầu tiên trong bài này, điểm ngữ pháp quan trọng nhất là chữ enough, đủ để làm một việc gì đó. Ví dụ cô có câu thứ nhất nè, she was very young, she couldn't be in my class. Cô ấy rất là nhỏ, cô ấy không thể học ở lớp của tôi. Có nghĩa là cô ấy nhỏ hơn tôi ha. Người ta không thể học chung với tôi được hết. Như vậy chúng ta sẽ dùng cấu trúc enough để nói hai câu này lại thành một, cho nó ngắn hơn, nó gọn hơn. Thay vì lặp lại hai chủ từ she, dùng enough chúng ta có thể bỏ đi chủ từ she thứ hai, đúng không các bạn? Rồi coi nha, she wasn't old enough to be in my class. Các bạn thấy nè, đầu tiên mình nói cô ấy rất nhỏ, cô ấy không thể học ở lớp của tôi, thì viết lại câu mình phải đưa chữ was về phủ định. Khi nói ai không thể làm một việc gì đó thì nhớ chỗ này đưa về phủ định và bỏ chữ very đi. Trong cấu trúc enough không tồn tại chữ very hay too gì đó, bỏ hết đi cho cô nha. Very too so gì đó, trước tính từ mà có những chữ đó bỏ hết đi. Rồi tính từ young nè, young là nhỏ, thì chúng ta phải tìm tính từ trái nghĩa của nó, chứ mình không được lặp lại chữ young nha các bạn. Đứa nào lặp lại chữ young là sai đó. Rồi chúng ta tìm tính từ trái nghĩa của young chính là old. Rồi thêm chữ enough chưa, chủ ngữ thứ hai bỏ đi. Rồi thấy động từ, thấy những cái chữ như là can, could, want, từ này kia bỏ hết cho cô, đừng giữ lại, could từ bỏ luôn. Rồi bây giờ động từ be nè, chúng ta nhớ lại say nó phải là to verb, thì be chưa có to, chúng ta phải thêm chữ to vô, to be in my class. Cô ấy không đủ tuổi để học ở lớp của tôi. Công thức, she đóng vai trò là subject, wasn't là be phủ định thêm not vô, old chính là adj tính từ, thêm enough vô cho cô. Rồi say enough nhớ động từ phải đưa về to verb, nhớ nha, chỗ này quan trọng nha, to verb. Rồi cái nghĩa của nó có nghĩa là không đủ cái gì để làm một việc gì đó. Rồi đó là công thức cơ bản. Cô cho các bạn một cái ví dụ thứ hai ha. Ví dụ thứ hai, the weather is very awful, I can't go swimming. Thời tiết là rất là khủng khiếp, tôi không thể nào đi bơi. Các bạn quan sát câu ví dụ thứ hai nó khác câu ví dụ thứ nhất nha. Câu ví dụ thứ nhất cả hai chủ ngữ ở hai câu đều là she, đúng chưa? She was very young, she couldn't be in my class. Nhưng ở câu thứ hai, chủ ngữ thứ nhất là the weather is very awful. Chủ ngữ thứ hai là ai? Như vậy câu số 1 thì hai câu cùng chủ ngữ, nhưng câu số 2 thì hai câu lại khác chủ ngữ. Thấy chưa? Khác chủ ngữ thì bây giờ làm như thế nào? Thôi cũng dễ thôi ha. Chúng ta cũng áp dụng cái công thức ở trên, nhưng thêm vô chữ for cho cô. Chữ for đặt ở đâu? Coi nha. Thời tiết thì rất khủng khiếp, tôi không thể đi bơi, sẽ viết lại thành thời tiết thì không đủ tốt cho tôi để đi bơi. Các bạn nhìn nè, cũng giống câu trên thôi ha. Ở đây mình không thể làm một việc gì đó thì cái chữ is mình phải đưa về phủ định bằng cách thêm not cho nó. The weather is not, rồi mình phải bỏ chữ very đi. Awful mình phải tìm tính từ trái nghĩa. Awful là tồi tệ, vì mình phải tìm tính từ trái nghĩa với thời tiết tồi tệ là thời tiết tốt, thời tiết đẹp. Chúng ta phải dùng chữ good. Bạn muốn dùng chữ nice cũng được ha.
The weather is not good. Rồi, thêm enough vô. Good enough, nice enough. Rồi, bây giờ chữ I nè. Hồi nãy trên câu ví dụ số 1, chữ she mình hoàn toàn bỏ đi. Nhưng đối với hai câu khác chủ ngữ thì chữ I mình phải thêm chữ for vô. Và I mình phải đổi thành me. À, subject bây giờ phải đổi thành object. For me. Thấy rõ chưa? Cho tôi. Thời tiết không đủ tốt. Cho ai? Cho tôi đi bơi. Can't cũng bỏ luôn. Go thêm chữ to vô phía trước. Tại sao nó vẫn là to verb? Thành ra go chúng ta phải đổi thành to go. Swimming viết lại nha các bạn. Sao go verb in viết lại luôn. To go swimming. À, nói lại ha. Thời tiết rất khủng khiếp, tôi không thể đi bơi. Đổi thành thời tiết thì không đủ tốt cho tôi bơi. Cho tôi đi bơi. Dễ không nè? Rồi coi công thức nè. Cũng giống công thức ở trên thôi. Công thức ở dưới cũng giống công thức ở trên. Chỉ khác có điều là sao enough bây giờ, nếu là hai câu khác chủ ngữ phải thêm chữ for vô. À, I thì đổi thành me. He thì đổi thành him. She đổi thành her, vân vân. Đổi thành object tương ứng. Cô gọi là for somebody, cho một ai đó. Và sao nó vẫn là to verb. Được chưa nè? Rồi, bây giờ hôm nay cô hướng dẫn các bạn thêm một công thức enough. À, khó hơn chút xíu nữa. Cố gắng theo dõi và làm bài trên đường cho cô nha. Rồi, chép hết hai cái ví dụ này vào và chép hết hai công thức này vào. Nhớ về coi lại và học thuộc lòng hai công thức này cho cô. Rồi, xong công thức enough. Rồi, chúng ta cuối cùng trong sách giáo khoa coi nè. Bài số 4, trang 17. Complete the dialogue. Đây, ta yêu cầu mình dùng tính từ trong ngoặc kết hợp với chữ enough để điền vào chỗ trống. Bài này dễ ha. Bài này dễ. Ta cho mình sẵn to verb rồi. Ví dụ cái này nè. Can you put the groceries in your bag? No, it is. Không, nó thì sao? Hả? Nó thì không đủ bự để mang mọi thứ. Để mang mọi thứ. Như vậy mình nói là sao? No, it is. Không đủ bự nó sao? Not big enough. Thêm chữ not vô. Thêm chữ enough vô. Xong. Not big enough. Rồi bài thứ hai nha các bạn. Is ba going to ride his father's car? Don't be silly. Ba is. Ba is gì? Ba có đủ tuổi để lái xe hơi không? Ba is not old enough. Không đủ tuổi để lái xe hơi. Do you need any help? No thanks. Bà có cần bất cứ sự giúp đỡ nào không? Không, cảm ơn tôi thì sao? Tôi đủ khỏe để nâng cái hộp này. Lift là nâng lên ha. Như vậy tôi đủ khỏe vậy có cần thêm chữ not chưa không các bạn? Chắc chắn là không rồi ha. I'm strong enough. Tôi đủ khỏe để nâng cái hộp này lên. Nadi, why don't you join our English speaking club? Tại sao bạn không tham gia vào câu lạc bộ nói tiếng Anh của chúng tôi? À, bạn Hoa hỏi về bạn Lam mới nói rằng tôi không nghĩ là tiếng Anh của tôi đủ giỏi để làm một thành viên. Đủ giỏi như vậy đáp án là gì? Good enough. Ok, now write down. Viết vào nha tụi con. Viết vào tập hết cho con. Rồi. Bây giờ cô sẽ cho các bạn thêm 10 câu bài tập về nhà làm nè. 10 câu này yêu cầu cái gì đây? Use the correct tense or form of the verbs in the practice. À, chúng ta nãy có ôm về thì đó. Bây giờ ta yêu cầu mình dùng thì hoặc dạng đúng của động từ. À, đưa vào động từ trong ngoặc đã cho sẵn nè. Đưa vào câu cho phù hợp. Cô hướng dẫn câu 1 nha. Ví dụ câu này dễ quá nè. Very easy. Thấy chưa, yesterday cuối câu không? À, có yesterday. Yesterday là hôm qua. Nghĩ ngay tới thì gì? Quá khứ chứ còn gì nữa đúng không? Past simple tense. Như vậy phải biết được động từ give quá khứ của nó là gì. Có quy tắc thêm ed, bất quy tắc lấy cột thứ hai. Theo các bạn, give là có quy tắc hay bất quy tắc? Rồi, về mở bản động từ bất quy tắc ra, kiếm coi có chữ give không. Nếu nó có trong bản động từ bất quy tắc thì nó là bất quy tắc ha. Rồi, cố gắng làm cho hết cho cô 10 câu nha các bạn. Chép vô 10 câu. Dễ thôi ha.
Và nhớ cô nhắc lại nộp cho giáo viên của mình dạy trên lớp nha. Rồi, bài tập, bài học của mình tới đây hết rồi. Rồi, ghi homework vô cho cô nè. Học từ vựng nè, learn vocabulary, do exercise nè, làm bài tập nè, prepare unit 2, chuẩn bị bài số 2 cho cô nè. Ok, goodbye, see you again.